năng lượng phải không? Thôi. Bánh cuốn.
nhiều tinh thần các em ngày càng múa hay hơn. Sổ số một cái chiếc xe mới cáo 2020 từ Yaro từ Hoa Lan Vác Cua, và để bắt đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin quý vị hãy hướng về sân khấu cho ban nhạc Liberty một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, và để bắt đầu chương trình văn nghệ, xin quý vị hãy hướng về sân khấu với một ca rất là tình cảm của một nam ca sĩ mới trẻ đẹp, với nhạc phẩm và lời đầu tiên thì xin cho Đức Hiếu gửi lời chúc tới quý cha và quý vị một năm mới.
thì lên trên đây Vân mới vừa hít hơi vô cái là tự nhiên cái nó bị muốn ho. Nhưng mà sao mà ngay cái điều phút mà em muốn ho nhưng mà em lại gồng lại được quý vị. Nên là cũng xin tạ ơn Chúa rất là nhiều là đáng lẽ là phải ho giữa bài rồi. Nên là cái đó là lâu lâu có một cái chút xíu hơi không có theo như ý của mình, nhưng mà thôi vượt qua được thì cũng cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị và dành những tràng pháo tay cho Vân. Thì sau đây là bài hát Vân gửi tặng, con gửi tặng cho các cha các sơ, những người phục vụ trong ngày hôm nay. Bài hát thánh ca rất là quen thuộc, dâng những cái hy sinh, những cái vất vả của tất cả mọi người để có cái buổi hội chợ hôm nay. Bài hát được mang tên Con Dân Chúa. Vân xin mời vị thưởng thức ạ. Hy vọng là bài này không có bị ho quý vị. Quý vị vỗ tay lên cho vui đúng không ạ? Thank you.
Châu quý vị. Chắc có lẽ là thường là quý vị nghe bài hát này thì thường là làm những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà hôm nay nhạc sĩ Thường Châu đã làm phối cái viết cái bài hát này theo cái điệu hơi vui tươi một chút xíu để cho thay đổi một chút. Thì trong cái không khí mà đông vui như thế này là phía ngoài cũng hơi nhiều tiếng người nói chuyện và ồn, thì quý vị nghe âm thanh sẽ không có không có mấy anh chỉnh rất là hay quý vị, nhưng mà do cái tiếng ồn ở ngoài nên là mình có người sao mình thưởng thức vậy quý vị nha. Một tràng pháo tay thật lớn cho các anh làm âm thanh hôm nay nữa quý vị. Và ban nhạc Liberty đến từ Canada. Dạ. Thì sau đây là một bài hát bolero mà chắc có lẽ là nhiều người nghe rất là quen thuộc, và Mai Thiên Vân cũng chưa ít có hát cái bài hát này. Đây là hôm nay sẽ gửi tặng quý vị một cái giai điệu rất là quen thuộc được mang tên
mà hồi nãy quý vị thấy các em múa rồi dễ thương lắm phải không? Rồi lân, rồi tất cả những cái hoạt động mà những anh chị em ca sĩ ở đây cũng như là còn một số ca sĩ nữa, nên là Vân sẽ quay lại trong phần 2 để hát tiếp cho quý vị nghe những bài nhạc xuân quý vị ha. Thì sau đây thì Vân sẽ nhường lại sân khấu cho tất cả các anh chị để có những tiết mục tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Mai Thu Vân.